xem xét xử lý cán bộ Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng tát nữ nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ xem xét đề nghị xử lý cán bộ Hội đồng Nhân dân tát nhân viên Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đang làm nhiệm vụ. Sau khi tiếp nhận thông tin về việc ông Trần Vinh, phó tránh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng xảy ra to tiếng tát tai nhân viên làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại địa bàn phường Đại Hiên Đông, quận Sơn Trà vào ngày 1 tháng 8 vừa qua, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố làm việc với cơ quan chức năng liên quan để nắm thông tin về vụ việc, đồng thời yêu cầu ông Trần Vinh làm báo cáo tường trình cụ thể. Ông Trần Vinh sau đó đã làm bản tự kiểm điểm và nhận thấy hành vi sai phạm của mình. Đến chiều cùng ngày, tại cơ quan công an phường Đại Hiên Đông, ông Trần Vinh đã làm việc với cơ quan chức năng, nhận khuyết điểm và xin lỗi nhân viên y tế. Hai bên đã thống nhất hòa giải và lập biên bản theo yêu cầu của công an phường Đại Hiên Đông. Hiện nay, vụ việc đang được Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà chỉ đạo các cơ quan liên quan, báo cáo và xử lý. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã giao văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục nắm thông tin vụ việc và xem xét đề nghị xử lý cán bộ theo đúng quy định. Hiện ông Trần Vinh đang sinh hoạt tại nhà trong khu vực cách ly y tế của trường Đại Hiên Đông, không đến cơ quan làm việc. Tối mùng 2 tháng 8, bác sĩ Phạm Hồng Nam, giám đốc trung tâm y tế quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã gửi báo cáo đến cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc nữ nhân viên y tế của trung tâm đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 thì bị ông Trần Vinh, phó tránh văn phòng đoàn đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân Đà Nẵng tát vào mặt. Theo báo cáo của bác sĩ Phạm Hồng Nam, sự việc xảy ra lúc 9 giờ 30 ngày 1 tháng 8 tại điểm lấy mẫu xét nghiệm đường Nguyễn Hiền, phường Đại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Cụ thể, khi kỹ thuật viên Phan Thị Loan, nhân viên khoa xét nghiệm thuộc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân, thì bị ông Trần Vinh, một đối tượng được lấy mẫu, đánh vào vùng mặt bên, sau đó bỏ đi. Ông Trần Vinh sinh năm 1976, trú tại Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, là phó tránh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Theo bác sĩ Nam, vụ việc ông Vinh đánh chị Loan được tất cả các nhân viên y tế đang tham gia lấy mẫu và người dân tại khu vực lấy mẫu chứng kiến. Ngay lập tức, các nhân viên y tế Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã báo cáo sự việc lên ban giám đốc đơn vị và công an phường Đại Hiên Đông để xử lý. Qua buổi tường trình tại công an phường Đại Hiên Đông, ông Vinh khai nhận. Trong quá trình chờ đợi lấy mẫu xét nghiệm, ông Vinh thấy kỹ thuật viên Loan lấy mẫu cho hai cháu bé lượt trước mình không kỹ, có vẻ sơ sài, qua loa nên nhắc nhở đến lượt ông vinh thì kỹ thuật loan dùng que lấy mẫu ngoái ba bốn lần vào mũi khiến ông vinh bị đau nên hất tay chị loan ra tuy nhiên lúc đó chị loan lại rút tay lại nên theo quán tính tay ông vinh hất trúng mặt chị loan lời khai của ông vinh được công an phường lập hồ sơ ban đầu đồng thời để làm rõ sự việc cơ quan công an cũng lấy lời khai người chứng kiến vụ việc là ông nguyễn văn nhất qua làm việc ông nhất cho biết trong quá trình đợi lấy mẫu xét nghiệm thì ông ngồi ngay sau ông vinh và chứng kiến toàn bộ việc ông vinh đánh chị loan Hồi 17 giờ ngày 1 tháng 8, nhận lời mời của Công an Phường đại Hiên Đông, bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, cùng kỹ thuật viên Phan Thị Loan đến Công an Phường gặp lãnh đạo Công an Phường, Tổ Công an xử lý vụ việc và ông Trần Vinh để giải quyết vụ việc trên. Tại buổi làm việc, ông Trần Vinh thừa nhận hành vi tát vào mặt kỹ thuật viên Loan và đã có lời xin lỗi. Vì vậy, chúng tôi đã thiện trí bỏ qua mọi việc và xử lý cho êm đẹp vì tất cả thời gian quý báu lúc này nên ưu tiên dành cho nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Sơn Trà. Tuy nhiên, vào 19 giờ cùng ngày, nhiều báo chí đăng tải nội dung phỏng vấn ông Trần Vinh về vụ việc nêu trên, nội dung trả lời phỏng vấn với các cơ quan báo chí lại không đúng sự thật, với nội dung ông Trần Vinh thừa nhận trong buổi làm việc tại công an phường Đại Hiên Đông, báo cáo bác sĩ Nam ghi. Vì vậy, kỹ thuật viên Phan Thị Loan và tất cả các nhân viên trung tâm y tế quận Sơn Trà đều cảm thấy vô cùng bức xúc cây tát vào mặt của kỹ thuật viên Loan của ông Trần Vinh trước đám đông làm đau đớn về thể xác và tinh thần, làm tổn thương nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm, lòng tự trọng của kỹ thuật viên Loan. Qua sự việc nêu trên, tập thể viên chức người lao động của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà không thể thông cảm với hành động tấn công nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch và việc trả lời phỏng vấn báo chí không đúng sự thật của ông Trần Vinh. Với mong muốn sự việc được xử lý thỏa đáng, công minh, tập thể Trung tâm Y tế quận Sơn Trà kính đề nghị quý cấp lãnh đạo quan tâm xử lý nghiêm vụ việc. Bác sĩ Nam đề nghị như VTC News đã đưa tin, sáng mùng 1 tháng 8, tại điểm lấy mẫu xét nghiệm ở một khu trung cư thuộc Nại Hưng 2, Habo Villa tại đường Khúc Hạo, phường Nại Hiên Đông, xảy ra xô sát giữa ông Trần Vinh và nhân viên lấy mẫu xét nghiệm Phan Thị Loan. Ngay sau đó, lực lượng công an và các cơ quan chức năng đã kịp thời can thiệp, ngăn chặn vụ việc và mời ông Trần Vinh cùng những người liên quan về trụ sở làm việc.